quý vị, chiều 7 tháng 10 năm 2022, trao đổi với báo Thanh Niên, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trương Mỹ Lan là một nữ doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Bà là người sáng lập và hiện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn này có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng. Tỷ phú Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, sinh trưởng trong gia tộc được coi là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam. Từ năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Sau này, công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ. Sau nhiều năm lập nghiệp, bà Lan đã tạo nên một hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với loạt công ty con tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Times Square. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Mỹ Lan được mệnh danh là bà trùm của những dự án bất động sản nằm tại nhiều vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh như Times Square, VTB Office Building, khách sạn Dustin, Union Square. Ngoài các dự án nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonneville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza. Vạn Thịnh Phát là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Sau khi Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam nữ tỷ phú Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thì Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Lan lúc 2 giờ sáng 7 tháng 10. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan và các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.